Motor Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách hàng thân yêu nhé. Trong buổi trưa rất là mát trời ở Hải Dương như thế này thì hôm nay em Hương lại về thêm rất là nhiều các mẫu xe mới này. Từ những dòng xe như Chevrolet Cruze số sàn cực đẹp luôn mà giá chỉ có trên 200 một xíu thôi. Em lại về thêm Vios này. Hôm nay em cũng full tiền một chiếc xe Vios tự động về làm dâu Hương Yên rồi. Em chào bác Hà Pham này, chào bác Hoàng Văn Hùng, chào anh Nguyễn Hải Dương nhé. Hôm nay em đang cho về thêm một chiếc xe Innova 2014 số sàn, chắc chỉ chiều tối ngày hôm nay là về đến Hải Dương thôi. 2014 Innova cho những bác nào yêu thích dòng xe 7 chỗ ngồi bền bỉ, xe tư nhân gia đình sử dụng nhé. Số hotline em Hương cũng sẽ ghi ở đây rồi, 0354602790. Rất mong rằng khách hàng sẽ quan tâm ủng hộ em Hương bằng những lượt like, những lượt chia sẻ. Và nếu như quan tâm mẫu xe nào thì kết nối qua Zalo, em sẽ tư vấn trực tiếp cho khách hàng nhà mình ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em các bác nhé, rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em. Hôm nay thì em còn đang bận làm giấy tờ để bàn giao xe cho bác khách nên là vào hơi muộn một chút này. Em chào anh Thanh Vũ nào, anh ơi chia sẻ nhiệt tình cho em đây Hương được không ạ? Rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em nhé. Đây em sẽ chia sẻ nào, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Em xin phép được quay sang cam sau để đi báo giá, buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay nhé. Em chào anh Gia Đình Nguyễn này, chào bác xã Quang Sáng này. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Rất là nhiều mẫu xe luôn. CDX giá số tự động cũng giá đẹp, cũng chỉ có trên 200 triệu thôi. Về thêm Vios này, bản E giá thì cũng chỉ có 210 triệu này. Em sẽ quay qua một vòng để các bác thì mình tham khảo nhé. Anh ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em Hương lên nào. Anh giao hàng xong rồi đấy. Anh Cường. Đây ạ, em chào anh Danh Nguyễn Văn Linh này, chào bác Mất Niềm Tin, chào bác Đậu Hà này. Rất là nhiều mẫu xe là quay từ đâu nào. Một chiếc xe CDX đi. CDX đời 2010, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2011. Số tự động đẹp với nước sơn màu trắng các bác nhé. Nước sơn màu trắng đẹp thể thao. Độ lên cánh gió này, ốp cho em được một bộ la răng đa chấu thể thao cực kỳ đẹp luôn. Mà giá chỉ có 265 triệu cho một chiếc xe CDX màu trắng đẹp. Và điều đặc biệt là số tự động biển 37 Nghệ An. Bác nào yêu thích số tự động tầm tiền trên 200 thì không thể bỏ qua CDX đâu ạ. Đăng ký đăng kiểm còn đến 2023. Rất là dài luôn. Đây ạ, các bác nhìn nhé. Số tự động đẹp, sấy sởi ghế hai vùng. Có màn hình đầu đài nguyên bản này. Đầy đủ rồi. Phanh ABS này. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Thả tim, thả like và quan tâm mẫu xe nào thì kết nối qua Zalo cho em 0354602790. Em Lê Hương sẽ tư vấn này. CDX số tự động 265 triệu, chốt trên livestream ngày hôm nay còn 255 triệu bao hồ sơ. Và đây các bác ơi, siêu phẩm ngày hôm nay em muốn khoe với các bác nhà mình. Một chiếc xe Chevrolet Cruze đời 2011 với động cơ trang bị 1.6 các bác nhìn này. 245 triệu cho một chiếc xe Cruze. Nhưng mà các bác nhìn nhá, gương kính cụp chỉnh tự động. Em lại bình thường là dòng này không có gương kính cụp chỉnh đâu. Đây là bác chủ cũ độ lên này. Gương kính cụp chỉnh tự động, chứ tư nhân chính chủ Hải Dương luôn. Nước sơn màu đen đẹp. Phanh ABS đầy đủ cho em nhé. Có thêm dải đèn LED này. Cụm đèn pha phía trước cực kỳ sắc nét luôn. Có đèn halogen. Chào bác Linh Lan, lần đầu trong buổi live stream. Sau bao nhiêu năm bán hàng thì mới gặp được chị gái Linh Lan xem live stream của em gái. Gương kính là cụp chỉnh tự động đây ạ. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Hôm nay rất là mát trời luôn, bác Thơm Lê nhé. Một chiếc xe Chevrolet Cruze 245 triệu được bác chủ cũ lên cho em màn hình Android cỡ lớn này. Độ cái các bác này, ốp hết mặt vô lăng cực kỳ đẹp luôn. Số sàn rất là dễ đi luôn. Trần nỉ nguyên zin nhá, 245 triệu chốt trực tiếp trên livestream. Chiếc xe mới về chưa được 15 phút, bớt luôn 15 triệu đồng trên livestream cho các bác nhà mình. Còn 235 triệu, hồ sơ em rút cầm tay. Hồ sơ em rút cầm tay cho các bác nhà mình này. Độ lên của body các bác nhìn nhá, độ lên body đây. Bộ đôi thể thao cực kỳ đẹp luôn, biển 34, có Chevrolet cờ đuôi đi. Số sàn cực đẹp ạ. Số sàn cực đẹp luôn ạ. Thả tim, thả like lên chị bạn nào, chị bạn bạn thế thì hôm nay xem được like của em thì chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi nào.
gương kính cụp chỉnh tự động cho em, độ bô cực kỳ chất luôn, che vedet cờ đuôi tu nhân chính chủ Hải Dương, 245 triệu bao hồ sơ cho bác nhà mình, còn 235 triệu chốt trên livestream cho em đi ạ. Em chào anh Giang Nguyễn Nhàn nhé. Ở đây em còn có một chiếc xe Vios bản E này, Vios bản E đời 2009 nhá, đời thì vừa thôi, nên giá tiền cũng rất là dễ mua. Em chào anh Giai Giang Văn nào, thả tim thả like chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhé. Hôm nay mát rồi như này em phải gào hết công suất luôn. Vios bản E 2009 em đang chào bán với giá là 210 triệu đồng. Thích đi xe dòng xe Vios Toyota bền bỉ màu đen đẹp có Vios luôn, xin nhan trên gương Vios bản E đây 210 triệu đồng. Chốt trên livestream ngày hôm nay làm tròn luôn các bác nhé, làm tròn luôn. Bộ ghế da này sạch sẽ gọn gàng, trần nỉ nguyên zin. Đấy, trần nỉ nguyên zin, đầu đài nguyên bản đầy đủ rồi, có túi khí an toàn. Fiat bản E xịn em đang bán là 210 triệu đồng. Chốt trên livestream ngày hôm nay làm tròn luôn, còn 200 triệu tròn. Vẫn bao rút hồ sơ cho các bác nhà mình nhé. Thả tim thả like chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi nào. Rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em nào. Em chào anh Giai Nguyễn Thiện này, chào Phan Hậu nhé. Bên cạnh chiếc xe Vios 2009 số sàn bản E thì em có một chiếc xe Vios 2018 số sàn bản E xịt máy trắng này. Em này là lên đẳng cấp khác rồi. Đời 2018 là lên đẳng cấp khác rồi. Máy trắng này, 4 phanh đều là phanh ABS chống bó cứng này. Em này chuẩn là gốc Sài Gòn nhé. Đèn halogen kết hợp với đèn phá xương, đèn gầm đầy đủ, xin nhan tích hợp trên gương. Đời 2018 em đang bán là 389 triệu. Bao rút hồ sơ cho các bác nhà mình còn 380 triệu. Bác nào cần em Hương hỗ trợ vào tên thì em sẽ hỗ trợ vào tên cho các bác, để các bác không phải đi lại vất vả ở đây. Trần nỉ nguyên zin, nội thất tươi mới, táp ni táp lô, nói không với khoan đục các bác nhé. Nói không với khoan đục vì xe chuẩn chỉ gia đình sử dụng đây. Có Vios đời 2018 này, keo chỉ cột kèo là nguyên zin hết. 389 triệu còn 380 triệu em bao rút hồ sơ cho các bác nhà mình nhé. Trần nỉ nguyên zin đây, ghế da sặc bóng luôn. Phía sau xe có hệ thống va chạm cảm biến là 4 mắt cảm biến va chạm này. Cam lùi đầy đủ rồi. Màn hình Android cỡ lớn, cam lùi, cam hành trình có hết rồi. Bao test hãng toàn quốc cho những bác nào. Nào, anh Giang Văn nào. Bình thường thì là không chốt cái giá đấy, nhưng riêng anh Giang Văn nhá, Vios màu đen chốt 200 triệu trên livestream cho em. Em đọc số tài khoản anh cọc luôn cho em nào. Trực tiếp chốt trên livestream ngày hôm nay đi ạ. Vios màu bản em đẹp, màu đen đẹp luôn. Chốt 200 triệu trên livestream cho anh Giang Văn nhà mình nhá. Chốt luôn anh ơi. Đợt này rất là hiếm khi về được tầm tiền Vios như thế này, mà là còn bản E xịn nhá, không phải là bản Nimo đâu ạ. Đây. Đúng rồi ạ, phải tang tên chồng nhà mình vào để mua xe các bác nhé. Anh Giang ơi, em sẽ ghim số tài khoản vào đây nhé. MB Quân đội 331103-1995-888. Chốt trên livestream cọc luôn 10 triệu đồng là chiếc xe Vios bản E này, 200 triệu cho anh Giang Văn nhé. Thả tim thả like chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Không có một dòng xe nào mà đi lành này, tiết kiệm nhiên liệu này, máy số ngon như Vios đâu ạ. Rất là hiếm khi mà mua được một dòng xe giá tầm tiền như vậy mà lại máy số lại ngon nhé, mà lành các bác nhé. Chi phí sửa chữa thấp này. Bản sedan hai đầu cực kỳ rộng rãi luôn. Đây các bác nhìn này, Vios này, túi khí an toàn. Thay một chiếc xe tránh mưa tránh nắng cho em, chốt trên livestream ngày hôm nay Vios 200 triệu tròn màu đen đẹp đây ạ. Màu đen đẹp có Vios 2009 nhá. Chốt trực tiếp trên livestream cho em đi ạ. Không mấy khi mà em về được chiếc xe Vios mà tầm tiền như vậy đâu ạ. Thả tim thả like chia sẻ nhiệt tình lên cho em. Em chào anh Giai Đặng Văn Huy này, chào anh Nguyễn Hoàng Hải, chào anh Đoàn Thức nhé. Còn nếu như mà có tầm kinh tế cao hơn thì mình có thể lựa chọn một chiếc xe Vios 2018 số sàn. Bản này thì sẽ là bản máy trắng này, đời cao thì giá sẽ cao hơn đúng không ạ. 389 triệu chốt trên livestream còn 380 triệu bao hồ sơ. 210 triệu đồng chốt trên livestream dù là xe cổ vẫn bớt luôn 10 triệu đồng, còn 200 triệu tròn vẫn bao hồ sơ. Bao hồ sơ cho anh Giang Văn luôn. Không cái gì bằng chốt trực tiếp trên livestream, cọc luôn cho em trên livestream đi ạ. Số tài khoản em đã ghi ở đây rồi.
Còn nếu như mà số sàn, thích xe số sàn phong cách thể thao thì có cờ đuôi nhá. Gương kính cụp chỉnh tự động, xin nhan trên hưa gưa, à xin nhan trên hông, giá chỉ có 245 triệu thôi. Nhưng các bác nhìn này, phong cách thể thao cực kỳ đẹp luôn, 245 triệu. Những bác nào thanh niên đi cực kỳ ok luôn vì màu đen, phong cách thể thao số sàn. Chốt trên livestream ngày hôm nay là 335 triệu, hồ sơ em vẫn rút cầm tay cho các bác nhà mình. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên các bác ơi. Anh Giang Văn ơi, chốt luôn đi. Không mấy khi mà về được Vios đẹp như vậy đâu anh ạ. Không mấy khi mà về được Vios đẹp vậy như đâu. Em chào anh Giang thay trời hành đạo, chào bác Thắng Mai, chào bác Nguyễn Quậy này. Còn nếu như với cái tầm tiền trên 300 mà các bác thích một chiếc xe số tự động, máy số zin thì có Accent nhé. Hyundai Accent thì không cần phải quảng cáo quá là nhiều, không cần phải khen quá là nhiều. Nhưng các bác nhìn này, một chiếc xe Hyundai Accent đời 2011, nước sơn màu bạc, phong cách thể thao, xin nhan trên gương, bản nhập khẩu, giá chào bán chỉ có 345 triệu. 345 triệu cho chiếc xe Hyundai Accent bản nhập của em nhé, biển thủ đô Hà Nội. Máy số zin, sơn zin, nội thất ghế da zin. Không bao giờ mua được một chiếc xe mà đẹp như vậy mà giá trên 300 mà còn giữ được ghế da zin, máy số zin nguyên bản các bác nhé. Trần nỉ nguyên zin. Màn hình đầu đài đầy đủ có hết rồi. Vô lăng thiết kế 3 chấu này. Có Hyundai Accent đi. Đây ạ. Có Hyundai Accent đi. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Accent tự động 2011, số tự động đây. Động cơ trang bị 1.4, dù là nam hay nữ hay là hai vợ chồng đều có thể đi được các bác nhé. Cực kỳ dễ đi. Mà đã là dòng Hyundai Accent thì các bác biết rồi, cực kỳ lành luôn. Chi phí sửa chữa thấp, tôn vỏ cứng cáp, sơn xi mỏng tang, cực kỳ đẹp luôn. Một dàn lốp mới này, phanh ABS đầy đủ cho em. Có Hyundai Accent 345 triệu, chốt trên livestream ngày hôm nay chỉ còn 335 triệu. Hồ sơ vẫn bao rút cho các bác nhà mình, cầm tay để các bác đi lại không phải vất vả này. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Hôm qua thì em đã lên video chính thức về một chiếc xe Corona Altis mà trong thời gian 8 tháng đổ lại gần đây là các bác quan tâm rất là nhiều, mà em cháy đúng 8 tháng nhé. Corona Altis số sàn đời 2013, zin đét toàn xe luôn, zin đét toàn xe luôn. Corona Altis số sàn 2013 em Lê Hương đang chào bán với giá là 397 triệu. 397 triệu ạ. Quay con đỏ đi em. Con đỏ là con nào nhỉ? Đợi em một chút nhá. Tucson em có 2010 và 2011 nhá. Một chiếc xe Corona Altis đời 2013 số sàn giá chào bán là 379 triệu. Anh Kim Thăng Dương ơi, con đỏ là một là Accent, hai là Cruy, ba là Morning và bốn là La City nhá. Đợi em một chút ạ, nhiều xe đỏ lắm. Altis 2013 zin đét đẹp luôn, zin từ A đến Ớ luôn cho các bác nhà mình. Nội thất tươi mới này, vô lăng tích hợp, các phím bấm, túi khí an toàn, màn hình đầu đài đầy đủ cho em rồi. Siêu phẩm lồi đồng cối đá phá không hỏng nhá. Em quay rõ để tối nay bác nào có về xem lại livestream, có về xem lại trên YouTube của em Lê Hương thì các bác có thể chốt được chiếc xe này với giá là 390 triệu, bao rút hồ sơ cho các bác nhà mình. Corona Altis số sàn bản 1.8, cảm biến va chạm phía sau có hai mắt này. Hai mắt cảm biến va chạm phía sau có luôn nhá. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi nào. Hôm nay thì em còn mới mua được thêm một chiếc xe 7 chỗ ngồi mang tên Chevrolet Orlando. Bác nào mà đang yêu thích 7 chỗ ngồi số sàn Orlando mà tầm tiền 400 triệu quay đầu, đời cao, thì mày ngày mai, ngày kia các bác điện cho em, hoặc điện luôn bây giờ để tới tí chiều em quay video cho các bác nhà mình nhé. Chevrolet Orlando 2017 số sàn giá chỉ trên 300 thôi, nhưng vừa mới mua về nên là chưa thể là báo giá được vì chưa dọn dẹp. Để mai em sẽ báo giá cho các bác nhà mình nhé. Quay con đỏ hai đầu ok anh ơi. Đợi em một chút nhé. Lốt ra bên ngoài ra vào bên trong này. Ở đây em còn có CDX này. CDX số tự động với nước sơn màu xanh ngọc đời 2009. Số tự động có cửa sổ trời, bản nhập khẩu này. Động cơ trang bị 1.6, biển 89 nhé. CDX em đang bán với giá là bao nhiêu? 238 triệu, có xe bản sedan 2 đầu. Số tự động đẹp luôn. Đầy đủ full đồ chơi nhé. Đề lỗ thông minh, phanh ABS, xi nhan trên hông đầy đủ cho em. Cửa lóc cũng có luôn. CDX chốt trên livestream ngày hôm nay chỉ có bao nhiêu? 230 triệu, bao rút hồ sơ. Đấy là giá chốt trên livestream đây ạ. Màn hình OLED cỡ lớn,
có sấy sưởi ghế, điều hòa ghế hai vùng, đè lỗ start top, trần da 5D cực kỳ đẹp cho em luôn. Chốt trên livestream ngày hôm nay còn 230 triệu em bao bầu sơ cho bác nhà mình nhé. 7 chỗ ngồi máy dầu thì em có Kia Sorento. Kia Sorento biển 18 Vĩnh Phúc, 7 chỗ ngồi số tự động đây. Em đang chào bán với giá là 535 triệu, em này là phiên bản giới hạn nhé. Bản limited tức là phiên bản giới hạn đây. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama full HD cho em. Đầy đủ công nghệ đồ chơi full option, máy eco tiết kiệm nhiên liệu. Hỗ trợ trơn trượt đổ đèo, hỗ trợ cho em đèn pha tự động này. Điều hòa auto, hỗ trợ tất cả các chân phím bấm có nghe gọi khẩu lệnh này. Và có đầy đủ cửa sổ trời nhé. 535 triệu ghế lái chỉnh điện, chốt trên livestream còn 520 triệu. Trực tiếp bớt luôn em này trên livestream mới về thôi. Nhưng mà bớt luôn cho mình 30 triệu đồng, à xin lỗi, 15 triệu đồng, bớt luôn 15 triệu đồng. Còn 520 triệu chốt trên livestream ngày hôm nay. Ok, con sedan hai đầu màu đỏ nhá. Con đấy là một là Mazda này, hai là Accent này. Em chào anh Giai Sáu Long này, em chào bác Lý Tuyết, em chào anh, chào chị gái Kim Cúc nhá. Đâu rồi? À đây rồi, hai đầu. Một chiếc xe Chevrolet Cruze với nước sơn màu đỏ này, đời 2011, em đang chào bán với giá là 245 triệu. 245 triệu đời 2011. Em này thì gương kính bình thường, không cụp chỉnh tự động nhá. Em màu đen cùng đời cùng tiền nhưng mà có gương kính cụp chỉnh tự động. Em này là gương kính bình thường này. Xin nhan trên hông với nước sơn màu đỏ đẹp. Chốt trên livestream ngày hôm nay còn 238 triệu. À xin lỗi, 245, còn 235 triệu. 235 triệu là giá em chốt cho chiếc bác nhà mình. Bản sedan 2 đầu Chevrolet Cruze. Động cơ trang bị là 1.6 nhá. Động cơ trang bị 1.6 này. Hệ thống cảm biến phía sau cũng có 4 mắt và lắp lipo thể thao cho em rồi. Có Chevrolet Cruze, 235 triệu bao hồ sơ ạ. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào các bác ơi. Đừng quên những lượt đăng ký kênh, những lượt thích trang mới để khi mà em báo giá này là các bác có thể vào xem xe được ngay với giá cực kỳ ưu đãi này. Một lượt chia sẻ giảm 1 triệu đồng, 10 lượt thôi là có 10 triệu đồng rồi. Em chào bác anh Triệu này, chào anh Phạm Diện này. Rất là nhiều mẫu xe bản sedan giá chỉ có loanh quanh hơn 200 triệu một chút thôi nhá. Ở đây em còn có một chiếc xe Chevrolet Cruze nữa đây. Cruze đời 2011, em này là biển 37 này. Em có cả biển 34 Hải Dương nữa này. Cruze đời 2011 biển 37A. Động cơ trang bị 1.6, giá chào bán là 245 triệu. 245 triệu có màn hình giải trí này, ghế da đầy đủ rồi. Chốt trên livestream ngày hôm nay 235 triệu một chiếc xe Chevrolet Cruze màu đen bản sedan số sàn. 235 triệu một chiếc xe Chevrolet Cruze bản sedan số sàn màu đỏ nhé. Đỏ hay đen đều là 235 triệu chốt trên livestream. Còn nếu như bác nào mà không thích đi Cruze số sàn vì sợ là đi nó lóng ngóng hoặc là mình thích đi số tự động cho nó nhàn thì có luôn một chiếc xe Cruze số tự động này. Chevrolet Cruze biển 24A. Cruze số tự động đời 2011, giá chào bán là 275 triệu. Tức là từ số sàn sang số tự động hơn nhau bằng đời nhau nhưng sẽ hơn nhau 40 triệu nhé, 30 triệu. Hơn nhau 30 triệu, các bác có thể bỏ ra 30 triệu nữa để mua số tự động các bác đi cho đỡ vất vả này. Màn hình giải trí đầy đủ, trên vô lăng tích hợp các phím bấm rồi. Chevrolet Cruze phanh tay có phanh ABS đầy đủ cho em. 275 triệu, chốt trên livestream còn 265 triệu bao hồ sơ. Em chào bác Trương Trùng à, chào anh Duy, chào anh Hùng Duy nhá. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em. Ở đây em còn có Avel này, Avel đời 2015, động cơ trang bị 1.5. Số sàn giá chào bán là 225 triệu. Nếu như đời cao giá rẻ thì các bác ơi chỉ có thể là Avel thôi. Đời 2015 nhưng giá chỉ 225 triệu. Biển 14, 14 là Quảng Ninh, biển Quảng Ninh nhá. Chốt trên livestream ngày hôm nay em để cho mình còn 215 triệu em bao hồ sơ. 215 triệu bao hồ sơ ạ. Xin chào, em chào anh Yasu này, chào bác Giang Hân này. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đây nào. Hôm nay rất là mát trời. Định chiến đấu để livestream hết vào ngày hôm nay phải nhiều giờ đồng hồ nhưng các bác ơi, thả tim, thả like cho em đi ạ. Bên cạnh chiếc xe Avel 2015 em còn có một chiếc xe Kia Morning màu trắng này. Form dáng nhỏ gọn, sơn si trắng tinh luôn.
Kia Morning đời 2016 động cơ trang bị 1.25. Em đang bán với giá là 215 triệu. 215 triệu cho chiếc xe Kia Morning màu trắng đẹp của em đây ạ. Động cơ trang bị là 1.25 nhá, nước sơn màu trắng. Đèn halogen có đèn phá xương này, đèn gầm đầy đủ cho em rồi. Màu trắng đẹp đi gia đình đây ạ. Vợ chồng nhà mình đều có thể đi được. Màn hình giải trí cũng có nhá, đầy đủ hết rồi. 215 triệu chốt trên livestream ngày hôm nay, còn 205 triệu bao hồ sơ. Có con Vios nào không? Em có luôn bác Hân Trần ơi. Có Vios số sàn 218, 209 và 214 anh nhá. Anh quan tâm số sàn thì em có rất là nhiều phân khúc cho anh lựa chọn luôn. Đợi em một chút em quay Vios nhá, có 218 form mới, 4 bánh đều là phanh ABS luôn. Quay anh xem màu đỏ anh xem. Màu đỏ chiếc xe che vết cờ đuôi đúng không anh? Đây anh ơi, cờ đuôi màu đỏ ở đây. Em sẽ quay lại cờ đuôi rồi em quay lại Vios cho các bác nhà mình ngắm nhé. Cờ đuôi đời 2011 số sàn, động cơ trang bị 1.6, giá chào bán là 245 triệu. Vô lăng thiết kế 3 chấu, đầu đài nguyên bản có màn hình bé bé thôi, để các bác nghe nhạc, nghe radio. Túi khí an toàn có rồi, ghế da cao cấp, sang trọng luôn. Thảm bẹ sạch sẽ nhá. Táp ly táp lô này, đây màu đỏ cho những bác nào hợp phong thủy hoặc là yêu thích sự màu đỏ ở đây. Chốt che la chim ngày hôm nay chỉ còn 235 triệu cho chiếc xe Chevrolet cờ đuôi đời 2011 đây ạ. Hệ thống cảm biến va chạm phía sau là có 4 mắt cảm biến va chạm và có lipo luôn. 245 triệu cho chiếc xe Chevrolet cờ đuôi, bớt luôn 10 triệu đồng. Còn 235 triệu bao hồ sơ. Không chỉ có màu đỏ này, em còn có cả màu đen này, màu trắng này, rất là nhiều cờ đuôi luôn. Ở đây em còn có một chiếc xe i10 số tự động này. i10 số tự động đời 2015 bản nhập ấn nhá. Em này vẫn là bản nhập ấn này. Đời 2015 biển 37. Em đang chào bán với giá là 328 triệu. 328 triệu bao rút hồ sơ, còn 320 triệu cho chiếc xe i10 số tự động màu trắng đẹp của em đây. Bản đủ 1.2 nhập ấn nhá. Phím mở một trạm thông minh này. Đề lỗ thông minh có rồi. Trên vô lăng tích hợp các phím bấm, màn hình đầy đủ cho em rồi. Giá chào bán là bao nhiêu ạ? 328 triệu bao rút hồ sơ, còn 320 triệu thôi. Còn thương lượng lộc ná thêm. Chào anh Cường Móm, chào bác Thái Vũ nào. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Vios 2014 màu vàng cát em đang chào bán với giá là 340 triệu. Có Vios 2014 anh Huỳnh Thiện nhá. Còn nếu như mà anh cố lên được một chút thì có luôn cả Vios 2018 này. Vios 2018 nhưng giá chỉ có 389 triệu thôi. 4 bánh đều trang bị phanh ABS. Xin nhan trên gương đầy đủ cho em rồi. Máy trắng này, 2014 thì vẫn là máy đen anh nhá. Nhưng sang 2018 nó là lên một form khác, máy mới. Máy trắng luôn. 2018 Vios em đang chào bán với giá là 389 triệu. Bớt luôn 10 triệu đồng cho các bác nhà mình. Để các bác nhà mình lọc lá này còn 379 triệu. Bác nào mà ngại cái việc thủ tục sang tên đổi chủ thì em có thể hỗ trợ cho các bác nhà mình sang tên đổi chủ nhé. Vios 2018 tư nhân gia đình sử dụng, 4 bánh đều là phanh ABS. Gương kính thì cũng cụp chỉnh tự động cho em. Màn hình Android cỡ lớn rồi. À, Accent màu đỏ. Đợi em một chút anh Kim Dương nhé. Accent khách đang xem, đợi em một chút nào. Màn hình Android cỡ lớn này, túi khí an toàn này, trần nỉ nguyên zin, ghế da sạch sẽ cao cấp luôn. Đây ạ, à, có Vios 2018 tư nhân chính chủ sử dụng nhé. Không taxi, không dịch vụ, không khoan đục, bao test hãng toàn quốc cho các bác nhà mình. Accent màu đỏ ạ, à, Accent màu đỏ em có 2018 và 2019 ạ. Đây nhá, Accent này chốt, bác Long Giang ơi chốt chiếc xe nào bình luận ở phía dưới cho em này. Accent đời 2018 số tự động với nước sơn màu đỏ đẹp, xe tư nhân gia đình sử dụng nhá. Đây ạ, à, có Accent biển 98 này, cảm biến va chạm phía sau là 4 mắt Hyundai Accent, đẹp từng cm luôn. Đẹp xuất sắc luôn anh ạ. Đây ạ, à, có Accent tự động 2018 này. Em chào anh Giai Trương Nguyễn nào, chào bác Sơn Nguyễn nào. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Bên cạnh những dòng xe tập lái thì em còn có cả 5 chỗ ngồi gầm cao nhé. Eco Sport tư nhân sử dụng, 5 chỗ ngồi gầm cao, một chủ từ mới, máy số zin nhé.
với lớp sơn màu đen đẹp, chiếc 5 chỗ ngồi gầm cao này đời 2015 nhưng đăng ký lăn bánh lần đầu là 2016. Biển 14 Quảng Ninh, em đang bán với giá là 418 triệu. 418 triệu cho chiếc xe EcoSport 5 chỗ ngồi gầm cao, bản titanium cao cấp này. Đề lỗ thông minh, túi khí an toàn, có cửa sổ trời đầy đủ cho em nhé. Túi khí phải 8 túi khí an toàn trang bị đầy đủ cho em, vì em này là bản titanium cao cấp này. 408 triệu bao rút hồ sơ là giá em đang chào bán cho các bác nhà mình cho chiếc xe EcoSport 5 chỗ ngồi gầm cao. Trắng đi chị. Em chào anh trai Võ Cảnh. Anh Võ Cảnh ơi, em có Vios bản 209 nhá, giá chỉ có 210 thôi. Nếu mà chốt chỉ còn có 200 thôi anh nhá. Có Vios rồi. À, có Vios màu đen rồi. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình cho em nào các bác ơi. Ở bên đây em còn có một chiếc xe bán tải này. Bán tải Ford Ranger bản XNS đời 2016. À 2017, màu đen này là 2017 nhá. Tư nhân sử dụng, máy số zin đẹp luôn, gầm cao, máy thoáng đây. Bán tải Ford Ranger bản XNS, một cầu, số tự động, máy dầu, em đang bán với giá là 586 triệu. 586 triệu cho chiếc xe bán tải Ford Ranger, màn hình Android cỡ lớn rồi. Trên vô lăng tích hợp các phím bấm, có khẩu lệnh nghe gọi đầy đủ cho em nhé. Và tặng thêm cho các bác nhà mình một cái thùng nữa này. Lên thùng thấp rồi, các bác về không phải làm thùng nữa đâu. Chỉ việc đổ dầu là đi thôi. Một chiếc xe Ford Ranger bản nhập Thái Lan, động cơ trang bị 2.2, đăng ký đăng kiểm đến tận cuối năm của 2023 cơ. Dài miên man luôn. 586 triệu, chốt trên livestream còn 576 triệu. Hồ sơ em rút cầm tay cho các bác nhà mình. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Vios 2018 em quay rồi. Vios 2009 đây. Fiat 2009 bản e xịn nhá, động cơ trang bị 1.5. Đây anh Vi Anh đây nhá, em anh Cảnh ơi, em quay luôn cho anh này. Đây. Fiat 2009 màu đen đẹp này, có đèn gầm này, đèn halogen này, la răng 5 chấu xin nhan trên gương, có Fiat 2009 này. 210 triệu đồng là giá em đang chào bán trong buổi báo giá ngày hôm nay. Ghế da màu đen nhá anh nhá, ghế da màu đen. Đầu đài nguyên bản đây, trần nỉ sáng choang thơm phức luôn. Hàng ghế thì rộng rãi luôn. Máy số của Vios đi thì không cần phải quảng cáo quá là nhiều. Không cần phải quảng cáo quá là nhiều về máy số của Vios các bác nhé. Không thấy em, sao lại không thấy nhỉ? Anh Nam em có thấy mà. Em chào anh Vũ Đồng, Vũ Đồng Diễm Kim này, em có thấy bình thường mà các bác ơi, có nhìn thấy không ạ? À? Đây ạ, à, Vios 2009 đây nhé. Chốt trên livestream ngày hôm nay cho bác nào. Giá chỉ bao nhiêu? 200 triệu cho hoàn, số tài khoản ghim ở đây rồi. Chốt chiếc xe nào là các bác cứ thế làm việc cho em thôi. Cọc 10-20 triệu là đánh xe về tận nhà cho các bác nhà mình. Không cần phải đi đâu vất vả cả. Em chào anh Vinh Lớp này, chào bác Định Vịnh này. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi nào. Anh Võ Cảnh ơi, vừa rồi em có quay đấy nhanh nhé. Có Vios này. Đây có Vios luôn. Chào bác Giang Hân này. Cờ rui, gương kính cụp chỉnh tự động, độ lên bô đôi thể thao, biển 34, tư nhân Hải Dương sử dụng này, cam lùi, cam hành trình, màn hình giải trí đầy đủ cho em. Giải đèn nét cũng có luôn, giải đèn nét cũng có luôn nhé. Xe thì cực kỳ đẹp luôn, phong cách thể thao, gọn gàng, sạch sẽ, bác chủ cũ là người yêu xe. Nên là giữ được chiếc xe Chevrolet cờ rui quá là đẹp. Em đã lên video review chi tiết rồi, các bác xem lại phần video review. Hoặc bác nào mà muốn xem xe để em gửi lại video thì kết nối qua Zalo cho em đi ạ. 0354602790 để em Lê Hương tư vấn nhé. Có con nào dưới 200 triệu không? Dưới 200 triệu ạ. Những dòng xe tập anh thích một đầu hay hai đầu anh Nam ơi? Em chào anh Nguyễn Quang Tuấn nhé. Anh Man Kim. Em không biết đọc tên anh Man Kim quái ơi. Anh thích xe nào? Ví dụ như chiếc xe Vios này chốt trên like cũng chỉ có 200 triệu thôi. Chevrolet cờ rui này là 245 triệu, chốt lên like cố lên một chút nữa là 235 triệu. Anh Cảnh ơi để lại số điện thoại nhé. Còn con đỏ nào hai đầu nữa không em? Con đỏ hai đầu em còn có Mazda. Em còn có Mazda này, còn có Accent, cũng là cùng dòng Accent nhưng đời cao hơn một đời. Một là cờ rui này, hai là Mazda này, Mazda 3 anh nhé. 3 là Mazda 3S này, 4 là Accent này, là đời bản 2 đầu.
Còn một đầu, à còn có cả Kia Rio nữa. Anh Kim Dương ơi, quên mất Kia Rio nữa này. Ở đây em có một chiếc xe Accent đời 2019 tư nhân Hải Dương sử dụng này. Biển là 34 nhá các bác này, biển 34 à. Accent 2019 động cơ trang bị 1.4, giá chào bán là 495 triệu. 495 triệu bao rút hồ sơ cho các bác nhà mình. Còn 485 triệu xin nhan trên gương, đầy đủ công nghệ đồ chơi rồi. Phím mở một trạm thông minh. Accent 2019 order chuẩn của em này là 4 vạn. Order chuẩn là 4 vạn này các bác này. Mở cửa ra phát báo cảnh báo luôn, 4 vạn này. 200 triệu số sàn hay số tự động. 200 triệu các bác có thể mua số sàn. Còn nếu như 230 triệu là có thể mua được số tự động anh Nam Kim Còi nhá. 230 triệu là có thể mua CDX số tự động rồi. Còn nếu không là mua số sàn anh nhé. Số sàn cờ đuôi, à, cờ đuôi là 245 triệu. Em bớt thì còn 235 triệu. Nếu như mà tầm 200, 230, 240 là mua được CDX số tự động rồi anh ạ. Đi cực kỳ sướng luôn. Để lại số điện thoại em tư vấn này. Xem hết buổi báo giá ngày hôm nay em sẽ quay chi tiết cho các bác nhà mình những mẫu xe với tầm tiền kinh tế mà mình đang có này. Ví dụ như chiếc xe CDX này, biển 18 Nam Định màu xanh, số tự động đẹp. CDX này em đang bán với giá là 240 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay, bác nào chốt trên livestream ngày hôm nay là còn 230 triệu. 230 triệu em bao hồ sơ, trăm ơi, trăm. 230 triệu em bao hồ sơ cho các bác nhà mình. Quý anh chị thứ 6 máu hơn thứ 7 vào làm quả like chốt phát rực rỡ luôn, rực rỡ luôn anh ạ. Sáng nay chốt rồi. Một chiếc xe Accent màu trắng hôm qua mới về, bắt từ đêm ngày hôm kia. Tối qua về chốt luôn. Sáng nay lại chốt một chiếc xe Vios tự động này. Chốt luôn một chiếc xe cờ rui biển 88 mới về, em chưa kịp quay đã chốt luôn rồi. Đấy các bác nhá. Đây anh ơi, 230 triệu là mua được xe CDX số tự động này. Cửa sổ trời này, ghế da màu lâu sạch sẽ này. Lên màn hình giải trí này. Ghế gương kính này. Ghế lái, quay phụ đều có sấy sưởi ghế đầy đủ cho em. Số tự động đẹp như vậy thôi nhưng mà giá chỉ có 230 triệu các bác nhé. 230 triệu bao rút hồ sơ, có xe CDX đi rồi. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào các bác. Em chào bác Phạm Khởi này, chào bác Nguyễn Trường, chào bác Ngợi Văn Mai Văn Ngợi này. Ở đây em còn có một chiếc xe Kia Rio này. Kia Rio bản nhập Hàn, số tự động bản sedan 2 đầu. Nếu như Accent tầm tiền trên 400 thì mình phải cố hơi nhiều một chút. Thì mình có thể mua Kia Rio nhé. Kia Rio đời 2014 bản nhập Hàn 1.4, số tự động đẹp. Accent số sàn đời cao màu đen. Accent số sàn mà đời cao thì em có màu trắng ạ. 2018 415 triệu anh nhé. 415 triệu có Accent số sàn đời cao nhưng mà là màu trắng anh ạ. Em chào anh Thành An, chào anh Thu Bàn này. Kia Rio bản nhập Hàn 380 triệu, đời 2014, máy số zin chất luôn. Xin nhan trên gương. Máy số zin xin nhan trên gương này. Bản nhập Hàn trên vô lăng tích hợp các cái phím bấm rồi. Em có Vios đời 2009 nhá, bản e xịn màu đen số sàn nhá, 210 triệu ạ. Màn hình OLED cực lớn cho em nhá. Kia Rio nhập Hàn đây ạ, chốt trên livestream còn 370 triệu bao rút hồ sơ ạ. Anh Trình Nam ơi, Vios đời thấp thì em có Vios đời 2009 này. Giá chào bán là 210 triệu đồng. Nhưng mà hôm nay chốt trên livestream chỉ còn 200 triệu tròn thôi ạ. Xe mới về đây ạ. Sơn si sạch sẽ này, máy số ngon. Đi Vios thì các bác yên tâm về chất lượng nhé. Một trong những cái dòng xe đứng đầu thị trường về chất lượng rồi. Dạ em chào anh trai Phạm Khởi nhé. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Chiếc xe Vios này các bác quan tâm rất là nhiều nên em lại quay lại này. Mới về luôn. Hôm trước là không có Vios màu đen số sàn mà đời thấp như này đâu các bác nhé. Tầm tiền này rất là dễ mua. Thay một chiếc xe tránh mưa tránh nắng cho em. Có Vios này, chốt trên like còn 200 triệu. Hồ sơ vẫn rút cầm tay cho các bác nhà mình. Nội thất rộng rãi sạch sẽ gọn gàng rồi. Sơn si rất là đẹp luôn. Một dàn lốp khá là dày các bác nhé. 200 triệu tròn là có Vios bản e xịn số sàn đời 2009 ạ. Em chào anh Nguyễn Cường, chào anh Hòa Bùi này. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình cho em được không ạ? Anh Ngợi ơi, anh đang quan tâm về mẫu xe nào, để lại số điện thoại một chút nữa xuống like em sẽ gọi trực tiếp tư vấn cho anh nhé. Anh Nguyễn Văn Ngợi là vừa đang quan tâm về xe gì nhỉ? Accent, đúng rồi, Accent số sàn. Dạ đúng rồi anh ơi, em hai chị em gái nhà em ạ.
cùng nhau làm ăn, cùng nhau cố gắng ạ. Ở đây em còn có một chiếc xe Matiz tập lái nhá. Nếu như đợt này bác nào mà chuẩn bị vào khóa học lái xe mà muốn mua một chiếc xe để về, thứ nhất là tập lái này, thứ hai là mới lấy bằng, mình sợ chân tay mình nó chưa uyển chuyển này, đi ra ngoài đường trường nó còn run, sợ va chạm mà xe đắt tiền rất là xót ruột, thì các bác ơi, có Matiz nhá. Matiz đời 2008 giá chỉ có 68 triệu thôi. Đăng ký 5 chỗ ngồi. Vios 2015, 2016, 2017 có không bạn? Anh Vinh lớp ơi, Vios em có 2014 ạ. 2014 màu vàng cát tư nhân, 2018 màu bạc tư nhân anh nhé. Có 2014 và 2018 này. 2014 màu vàng cát là 340 triệu. Màu vàng cát là 340 triệu 2014 nhé. Còn màu bạc là 2018, bản có 4 phanh tay điện, có 4 phanh ABS đấy là 389 triệu đời 2018 anh Vinh lớp nhá. Để lại số điện thoại em sẽ gửi video mà em Hương đã review quay chi tiết cho các bác nhà mình. Thì các bác nhà mình có thể xem được video, hình ảnh em Hương chụp tất cả các chi tiết của xe. Cùng em xem hết buổi báo giá này để em báo giá, các bác nào quan tâm mẫu xe nào sẽ em tư vấn cho mình nhá. Tập lái 58 triệu có này, tập lái Matiz 68 triệu có này. Màu xanh là những dòng xe tập lái đây các bác nhá, vài chục triệu có xe đi rồi. Em chào anh Giai Lê Lâm nhá. Ở đây em còn có i10 này, i10 đời 2014 với động cơ trang bị 1.0 bản nhập ấn này. i10 2014 số sàn em đang bán là 200 triệu tròn cho chiếc xe i10 màu đỏ đây. Bác nào thích i10 thì có i10 luôn, biển 17 Thái Bình. Biển 17 Thái Bình nhá, có i10. Thay một chiếc xe tránh mưa tránh nắng ạ. Xuống like gọi, ok anh Ngoại Văn Mai nhé, xuống like em sẽ gọi cho anh ạ. Rồi em like qua một chút nữa rồi em sẽ xuống like em sẽ gọi cho anh nhé. Kết nối qua Zalo cho em đi ạ. Dạ vâng ạ chị gái nhà em ạ. Giới thiệu anh con bán tải tầm 200. Hiện tại bây giờ bên em Lê Hương bán tải thấp nhất đang có giá là 385 triệu. Số sàn 2 cầu Forerunner anh nhé. Bán tải tầm 200 thì em tạm hết ạ. Hơn 300 triệu, hơn 400 triệu. Hơn 400 là có chi tông, hơn 500 là có Forerunner. Và trước mắt khách hàng là một chiếc xe bán tải đây, Isuzu D-Max tự động, máy dầu 2 cầu. Em đang chào bán với giá là 535 triệu. Biển 24C các bác nhé, đèn bi salon, đèn gầm đầy đủ, xi nhan trên gương. Em bán tải 2 cầu máy dầu Isuzu D-Max này còn được bác chủ cũ thêm em nó một cái thùng cao rồi. Máy số là zin 100%, sơn zin bên ngoài lên đến hơn 90% ạ. Cam hành trình, màn hình giải trí, túi khí an toàn đầy đủ cho em, ghế da zin đét luôn. Bao tiết hãng toàn quốc cho các bác nhà mình. Chiếc bán tải Isuzu D-Max 535 triệu. Nhưng đặc biệt chiếc xe này trong buổi báo giá ngày hôm nay tặng các bác nhà mình 20 triệu đồng để các bác nhà mình có thể lấy động lực mua bán tải này. Các bác nào mà khung nhôm cửa kính này, công trình công trường này, hoặc những bác thanh niên thích yêu thích những dòng xe cao thoáng thì có thể đi bán tải cực kỳ ok nhé. 515 triệu bao hồ sơ là giá em chốt trên livestream chiếc xe bán tải này. Isuzu D-Max đăng ký lăn bánh lần đầu là cuối tháng 12 2017, nó ngang ngửa với 2018 rồi các bác ạ. Em chào anh Trần Út, chào anh Trần Linh này. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Bán tải Forerunner có, bán tải chi tông có, Accent có đời thấp, Accent có đời cao. Đời thấp máy zin, đời cao cũng máy zin, đều có thể tự tin bao tiết hãng toàn quốc cho các bác nhà mình. Em chào anh Giai Đàm Chiến nhé. Bác nào vừa hỏi em về Vios 2014 thì em có đây. Vios đời 2014, số sàn động cơ trang bị 1.5, màu vàng cát, xe tư nhân gia đình sử dụng. Em đang bán với giá là 340 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay em để cho mình giá là 330 triệu bao rút hồ sơ, biển 30 năm. Biển 30 năm là Linh Bình. Xi nhan trên gương các bác nhìn nhé, xe màu vàng cát, Vios màu vàng cát là cái màu đứng top 1 của doanh thu luôn. i10 đổ 180 triệu được không nào? Anh ơi nếu như anh thật sự thiện chí này, 190 triệu chốt trên livestream cho em, không cần phải nói nhiều, em Hương bán hàng cực kỳ chuẩn chỉ luôn. Phong cách làm việc nhanh gọn. i10 2014 màu đỏ biển 17 Thái Bình chốt trực tiếp trên livestream cho anh Trần Út là 190 triệu, vẫn bao hồ sơ. Bình thường là chỉ bớt 5 triệu và bao hồ sơ với những dòng xe cỏ thôi. Nhưng buổi báo giá ngày hôm nay chốt trên livestream cho em đi ạ, 190 triệu bao hồ sơ cho anh Trần Út. Số tài khoản em ghi ở đây rồi, MB Quân đội 331103 1995888. Các bác thích xe nào cọc luôn cho em.
cọc 10, 15 triệu đánh xe về tận nhà. Đánh xe về tận nhà cho các bác nhà mình. Quá là chuẩn chỉ, ơn chơi chưa ạ? Hôm qua em có cọc chiếc xe Accent đời 2011 màu trắng mới về đêm hôm qua. Cọc luôn 20 triệu ship xe tận Bình Thuận cho các bác nhà mình luôn. Ship xe tận Bình Thuận luôn các bác nhá. Nên là chỉ cần cọc, nếu như các bác ở gần, cọc 5 triệu, 10 triệu đánh xe tận nhà. Xa hơn một chút nữa, đầu bản đồ, cuối bản đồ, cọc 20 triệu ship xe tận nhà luôn. Cam kết không đâm xô và không ngập nước này các bác cứ yên tâm nhé. Kia Rio số tự động màu đỏ em có rồi, thì em có cả Kia Rio số tự động màu trắng này cho những bác nào thích màu trắng này. Một chiếc xe Kia Rio bản nhập Hàn đời 2015, động cơ trang bị 1.4 nhập Hàn nguyên chiếc. Các bác nhìn này, bác chủ cũ phải độ lên chiếc xe này, nó phải rơi vào vài chục triệu tiền độ. Đèn pin salon này đa màu nhá, rất là nhiều màu, buổi tối nhìn đẹp lắm ạ. Đèn gầm cũng là đèn bi kết hợp với đèn phá xương. 2015 nhưng giá chỉ có 379 triệu thôi. Tất cả những cái phần độ mang cá này, độ vây cá này em tặng không các bác nhà mình. Vì em mua xe em chỉ mua xe, em không mua đồ độ, nên các bác chủ cũ để đồ độ em tặng các bác nhà mình luôn. Số tự động Kia Rio biển 15 đời 2015 luôn, bản nhập Hàn, số tự động 379 triệu. Chốt trên livestream ngày hôm nay, báo lét là nẹt luôn nhá, 370 triệu bao rút hồ sơ cho các bác nhà mình. Kia Rio có ga tay tự động, có lưu control này, đề lỗ thông minh, màn hình OLED bọc lên bộ ghế da cực kỳ sang trọng và lịch sự luôn. Túi khí an toàn, táp ni, táp nô, thảm bẹ sạch đẹp. 370 triệu chốt trên livestream cho em cho chiếc xe Kia Rio nhập Hàn màu trắng nhá, số tự động đẹp. Anh Trần Út ơi, để lại số điện thoại em tư vấn cho anh nhé. Cố lên một chút nữa đi. Bao hồ sơ, bớt luôn 10 triệu đồng cho chiếc xe i10 xe cỏ thôi. Mà bớt rất là nhiều luôn. Ở đây em còn có CDX này. CDX đời 2010, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2011, bản nhập khẩu. Động cơ trang bị 1.4, xuống like gửi ảnh cho anh. Ok anh Trần Út nhé. Gửi ảnh i10 cho anh. Em sẽ lưu lại số điện thoại của anh Trần Út này. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên để mua xe với giá đẹp anh Trần Út ơi. Một lượt like trừ đi 1 triệu đồng. Cứ thế mà nhân lên 10 lượt là 10 triệu rồi. Hồ sơ em rút cầm tay. Chỉ chốt trên like với được cái giá cực kỳ hữu nghị thôi. Ở đây bác nào mà đang có tầm tiền trên là 250-260 triệu, muốn tìm chiếc xe số tự động bản sedan 2 đầu bản nhập, thì em có luôn biển 29A đây. CDX đời 2010, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2011. Giá chào bán là 259 triệu, độ lên form cruise. Giá chào bán là 259 các bác nhé. Chốt trên livestream ngày hôm nay còn 250 triệu. Trên vô lăng có tích hợp phím bấm ga tay tự động này, ghế da zin, trần cửa sổ trời đầy đủ cho em. Màn hình OLED, đề lỗ khởi hành start top. Và em này còn có cả gì nhỉ? Có cả sấy sưởi ghế đầy đủ cho em nhé. La răng lăm chấu thể thao, phanh ABS đầy đủ, 250 triệu là có thể mua xe số tự động đi rồi. Cực kỳ nhàn luôn các bác ạ, đi số tự động cực kỳ nhàn luôn. Em chào bác Hòa Quách này. Bên cạnh chiếc xe CDX em còn có một chiếc xe Mazda 3. Mazda 3 đời 2017, động cơ trang bị là 1.6 nhá. Số tự động đẹp, Mazda 3 2017 nhá. Phanh tay điện tử, hai chế độ lái, 5 chỗ ngồi, em đang bán là 535 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay, 525 triệu bao rút hồ sơ, đến xem xe tặng các bác bình xăng đi về. Tặng các bác bình xăng đi về luôn, có chiếc Mazda 3 này. Phanh tay điện tử, hai chế độ lái, ghế da múi để bác chủ cũ độ lên rất là đẹp. Hỗ trợ gãy số thể thao trên vô lăng, khóa cầu V-Side, hỗ trợ trơn trượt. Trên vô lăng có tất cả các cái phím bấm này, đầu đài màn hình này, điều hòa auto cho em nhé. 525 triệu chốt trên livestream ngày hôm nay đi ạ. Bên cạnh những dòng xe 5 chỗ ngồi gầm cao thì em còn có 7 chỗ ngồi nhá. Một chiếc xe Captiva một chủ đời 2010, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2011, đèn bi salon, 7 chỗ ngồi, giá chào bán 299 triệu Captiva một chủ tư nhân sử dụng đây. Bác nào từng đi Captiva rồi thì nhìn em này cực kỳ mê luôn. Đến em Hương là người bán Captiva mà đến đợt này em bắt được chiếc Captiva này em còn quá là mê luôn. Đầy đủ công nghệ đồ chơi cho em nhé. Số tự động đẹp 7 chỗ ngồi, quan trọng là 289 triệu bao hồ sơ, chốt trực tiếp trên livestream cho em đi ạ. Một dàn lốp dày dặn, la răng thể thao đầy đủ cho em rồi. Captiva
đời 2010, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2011, có Captiva 7 chỗ ngồi số tự động đi nhé. Em chào bác người gác đền, chào bác Hoa Quách, chào bác Hoa Mẫn, chào bác Bình Vũ nào, chào bác Hồ Khoa, thả tim thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Nếu như tầm tiền mà trên 100 mà vẫn muốn được đi được dòng Kia Morning bền bỉ quốc dân thì em có Kia Morning đời 2011 nhá, xe cực kỳ chất luôn. Hôm trước là bán chiếc xe công vụ tập lái 2 chỗ ngồi, giờ em lên công vụ là Kia Morning các bác ạ. Lên từ xe 70 triệu lên xe 128 triệu. 128 triệu là có Kia Morning số sàn đi rồi. Thay một chiếc xe máy đi cực sướng cho em nhá. Kia Morning 128 triệu. Và có rất là nhiều những dòng xe như Hyundai Accent đời 2011 này. Hyundai Accent đời 2011 em đang chào bán với giá là 345 triệu. Bao hồ sơ, lộc lá cho các bác nhà mình thêm 10 triệu nữa là 335 triệu. Máy số zin 100%, ghế da zin, sơn zin, nội thất zin. Cam kết và bao tết hãng, không đâm xô và không ngập nước. Mang ra hãng nếu như mà hãng mà phát hiện ra lỗi gì, em hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tất cả những chi phí đi lại, những chi phí các bác phải đến đây xem xe mà tổn thất, em chịu hết cho mình nhé. Em chào anh Nguyễn Trọng Thẩm này. Innova 214 thì đang trên đường về, thì ngày mai em sẽ quay lại cho bác nhà mình nhé. Bán tải thì có Chi Tông này, Isuzu D-Max này và Ford Ranger. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng cũng như là báo giá rất là nhiều những dòng xe đang được chào bán bên em. Bác nào mà quan tâm về mẫu xe nào thì kết nối trực tiếp cho em Lê Hương qua hotline 0354602790. Còn bây giờ cũng live được 1 tiếng đồng hồ rồi. Em Hương xin phép được kết thúc buổi live ở đây. Chúc khách hàng nhà mình có buổi trưa, sắp đến cuối tuần rồi. Chúc các bác nhà mình có tuần làm việc, ngày làm việc hiệu quả và năng lượng nhé. Còn 11:30 ngày mai em sẽ lại lên sóng và báo giá công việc thường ngày của em ạ. Tất cả những mẫu xe đang được chào bán bên em, từ những dòng xe tập lái là 58, 65 triệu cho đến hơn 200, 300. Thậm chí là những mẫu xe như Mui Trần hoặc là những dòng xe cấp cao em đều có nhé. Cảm ơn tất cả khách hàng đã dành chút thời gian quý báu của mình để xem hết buổi báo giá của em. Bác nào mà quan tâm về mẫu xe nào thì có thể kết nối qua Zalo cho em 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn ạ. Địa chỉ bên em là địa chỉ 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương nhé. Bác nào muốn xem xe, chạy thử xe thì có thể đến địa chỉ bên em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.